Vào năm 1976, tại một ngôi làng cổ ở Cao Biu, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một ngôi nhà cổ niên đại khoảng hơn 300 năm. Ngôi nhà này đã bị xuống cấp nên chủ nhà quyết định tiến hành cải tạo lại. Trong quá trình phá rỡ những bức tường đổ nát, một người thợ xây dựng đã tình cờ phát hiện một đồ vật kỳ lạ được bọc trong giấy giữa vách của bức tường. Anh thợ xây ngay lập tức báo cho chủ nhà và cùng nhau mở giấy bọc ra. Bên trong là một bức tranh cổ tinh xảo, dấu vết của một tay họa sĩ tài ba. Sự kiện này thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tới xem bức tranh. Một số người còn đề xuất chủ nhà bán tranh cho các buôn bán di vật văn hóa. Tuy nhiên, chủ nhà không biết rõ nguồn gốc của bức tranh và quyết định đưa nó tới chợ di vật văn hóa để tìm hiểu giá trị thực sự. Sau nhiều ngày nghiên cứu, các chuyên gia địa phương đã đưa ra kết luận rằng đây là một bức tranh cổ từ thời nhà Nguyên và tác giả của nó chính là Nghê Toản, một họa sĩ nổi tiếng thời đại đó. Bức tranh được đánh giá là cổ vật hiếm có và có giá trị cao, nhưng không ai dám trả giá vì không có cách nào để kiểm chứng chính xác giá trị thực sự của nó. Chủ nhân ngôi nhà cổ đã quyết định giữ bức tranh và tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc và giá trị của nó, đồng thời ông đã ghi nhận kỷ niệm quan trọng trong lịch sử của ngôi nhà hơn 300 năm này. Ngôi nhà cổ ở Cao Biu, Giang Tô, không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mang giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, mà còn ẩn chứa bí mật của một báu vật cổ có từ hàng trăm năm trước. Nằm trong một làng cổ hơn 300 năm tuổi, ngôi nhà này từng chứng kiến những biến cố lịch sử và gắn liền với những câu chuyện đời đời người dân sinh sống tại đây. Ngôi nhà được xây dựng từ thời kỳ nhà Minh và tồn tại suốt hàng thế kỷ. Tuy nhiên, do thời gian trôi qua và những ảnh hưởng của thời tiết, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho chủ nhân ngôi nhà quyết định tiến hành cải tạo lại để bảo tồn và phục hồi giá trị của công trình này. Trong quá trình,